Tài xế Thanh Bình xin kính chào bà con nhé. Hôm nay khai xuân, tài xế Thanh Bình gửi hợp đồng, chứng từ hợp đồng cho bà con đây. Bà con của các tỉnh ký hợp đồng rất nhiều với trại giấy Thanh Bình. Bà con ở nhà và trại Bình sẽ gửi tận nơi cho bà con. Đây hôm nay khai xuân, trại Thanh Bình lên bến xe Tiền Hải để gửi chứng từ hợp đồng cho bà con. Ở đây bà con nhé, đây bà con thấy chưa? Đây là trại giấy Thanh Bình nhá, bà con thấy chưa? Đó, và trại giấy Thanh Bình ở Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình. Cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con. Đây là hôm nay là mùng khai xuân mùng 10. Thế Thanh Bình đi gửi chứng và hợp đồng cho bà con. Đó, bà con ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm của trại giấy Thanh Bình. Bà con ở xa không về thì trại Thanh Bình sẽ gửi xe cho bà con. Bà con đón hàng xong, bà con sẽ chăn nuôi và cứ vậy gửi theo xe về cho trại giấy Thanh Bình. Hôm nay trại Thanh Bình đi gửi tại bến xe Tiền Hải đấy bà con này. Ở đây rất là rõ ràng bà con nhìn nhá. Đây, đây là trại giấy Thanh Bình bà con nhé. Bà con thấy chưa? Đó, rất nhiều, có rất nhiều xe. Đó, trại giấy Thanh Bình kính chúc bà con trong ngành chăn nuôi dế thành công và có một năm bội thu trong ngành dế. Trại giấy Bình ở Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình. Cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con. Bà con thấy là trại giấy Thanh Bình đón rất nhiều hàng tại các bến xe. Bà con gửi thời gian nào trại giấy Thanh Bình sẽ đi đón thời gian đấy nhé. Vì trại giấy Thanh Bình luôn luôn làm ăn là uy tín với bà con. Bà con cứ gửi xe này trại Bình đón, đón tất cả mọi thời gian, mọi giờ giấc. Tôi xin kính chào bà con nhé. Kính chúc bà con trong ngành chăn nuôi dế thành công. Trại giấy Thanh Bình ở Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình. Cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con lâu dài. Bà con thấy này, hôm nay tới bến xe Tiền Hải đây. Hôm nay mùng 10 Tết, trại giấy Thanh Bình ký hợp đồng và gửi cho bà con đây. Đó. Bà con thấy chưa? Rất nhiều bà con ở các tỉnh đã chuyển khoản về trại giấy Thanh Bình và trại Thanh Bình sẽ gửi hợp đồng cùng với chứng cho bà con. Một là qua đường shipper, hai nữa bà con gửi muốn gửi theo xe thì trại giấy Thanh Bình sẽ đi tận bến xe gửi cho bà con. Tôi xin kính chào bà con nhé, kính chúc bà con trong ngành chăn nuôi dế thành công. Trại giấy Thanh Bình ở Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình. Cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi một cách trực tiếp và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con. Bà con thấy là trại Thanh Bình hướng dẫn một cách trực tiếp nhé. Đó, chúng phải viết ra tờ giấy vứt cho bà con này, như cái thanh gì đó đâu nhé. Không phải đâu bà con nhé. Nên bà con thấy là bà con chăn nuôi của trại giấy Thanh Bình rất thành công. Mùa đông hay mùa hè hay là tất cả các mùa đều rất là tốt và gửi hàng rất nhiều về cho trại giấy Thanh Bình. Tôi xin kính chào bà con nhé. Lần trước mình gửi rồi đấy. Trứng dế đây. Đây, cạc đây. Đây bà con nhé, đây là trại giấy Thanh Bình nhé. Đây. Và kính chúc bà con trong ngành chăn nuôi dế thành công. Và khi bà con chăn nuôi, bà con gửi theo xe về cho trại giấy Thanh Bình nhé. Đó, là giấy Thanh Bình gửi hợp đồng và chứng cho bà con đây. Đây cạc em. Ok, chào bà con nhé. Xin kính chào bà con nhé. Đây là rất nhiều xe nhé bà con nhé. Bà con cứ yên tâm ở nhà chăn nuôi dế và gửi theo xe về cho trại dế Thanh Bình. Đây là bến xe Tiền Hải đây bà con này, qua trực tiếp cho bà con nhìn. Và rất nhiều bến xe khác nữa, bà con thấy là trại Thanh Bình đi đón tất cả các bến xe tại Tiền Hải. Bà con cứ ở nhà chăn nuôi dế và gửi hàng về là được. Xin kính chào bà con.